Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Muốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback, một dòng xe 5 chỗ nhỏ gọn, xe nhập khẩu đời 2014 mà có giá chỉ khoảng 215 triệu. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe, một chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu số sàn đời 2014 màu bạc biển 20, đăng ký một chủ. Đó, toàn bộ tổng thành xe này đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2021. Đó. Và đây là toàn bộ hệ thống lốp láp và la răng. Thì la răng là la răng sắt và chúng ta thấy là có ốp giả đúc khá là đẹp. Lốp láp mới cả 4 lốp. Khi quý vị và các bạn chúng ta mua chiếc xe này về thì lăn bánh luôn, không phải động chạm thì thêm cả. Sơn xi gầm bệ đã được tỉa tót cũng như là dọn dẹp sạch sẽ. Đây, toàn bộ tổng thành này. Hyundai i10. Thì đối với dòng xe này thì cũng khá phổ biến trên thị trường hiện nay và được lựa chọn rất là nhiều. Và chạy gia đình, chạy dịch vụ đều ổn, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Đây toàn bộ nội thất này. Nội thất là nội thất da xị, da đẹp, căng, không hề bị xù hay rách. Đây toàn bộ táp ly này, không khoan đục gì cả. Xe không qua dịch vụ taxi một ngày nào. Đây gương kính chỉnh điện. Đó, toàn bộ gương kính chỉnh điện này. À, toàn bộ nội thất. Táp lô. Vô lăng củ số. Thì chiếc xe này tôi vừa cho đi sơn tỉa về. Đây, máy đang nổ đây. Ngồi trong xe khi tắt đi. Đây, máy vẫn đang nổ. Chúng ta không nghe thấy một chút nào cả. Máy nổ rất là êm. Chỉ nghe thấy tiếng điều hòa thôi. Điều hòa hoạt động rất là tốt. Toàn bộ mặt táp lô và táp ly. Đây, gương kính chỉnh điện. Nội thất da ghế đẹp. Toàn bộ vô lăng này. Logo Hyundai này. Đó, 215 triệu một chiếc xe nhập khẩu đời 2014 số sàn. Đó, xe đang chạy khoảng 8 vạn. Gầm bệ máy móc rất là tốt, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đây toàn bộ củ số này, về độ sần này. Đó. Xe vẫn đang bụi bặm, trong ngày hôm nay sẽ dọn rửa sạch sẽ. Đây toàn bộ vô lăng này. Đó. Mặt đồng hồ cũng như là trần nỉ nguyên bản. Thì đối với mẫu xe nhỏ gọn, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu này thì quý vị các bạn có thể tham khảo và chạy gia đình, chạy thêm dịch vụ khá là ổn, nhỏ gọn, tiện lợi, che mưa che nắng, mà giá chỉ hơn một chiếc xe máy một chút, 215 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ rồi. Đó, quý vị và các bạn ra tên chiếc xe này chỉ khoảng 4 cho đến 5 triệu thôi là chúng ta đã ra tên chính chủ. Sử dụng rất là bền. Vài năm không phải động chạm gì cả đối với mẫu xe nhập khẩu mà Hyundai như thế này. Đó, máy 1 chấm thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì trung bình nó chỉ chạy khoảng 5 cho đến 6 lít quay về 100 cây. Chạy rất là ít. Giá thành mềm và không bị lỗ nhiều trong quá trình sử dụng nữa. Đã khấu hao người chủ đầu tiên chúng ta đã chịu rồi. Thì chúng ta chạy vài năm chiếc xe này nó cũng chỉ rơi vào 108 cho đến 106, 107. Chúng ta chạy 3, 4 năm nữa thì giá nó cũng không bớt đi bao nhiêu. Đó, mà một chiếc xe khá là tiện lợi. Và nội thất đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc. Đối với những chiếc xe nhập khẩu thì bao giờ gầm bệ, máy móc, thân vỏ nó cũng sẽ ổn định hơn. Đó, chắc chắn hơn. Chạy nó sẽ không dẹo dạo những chiếc xe mà trong nước mà chúng ta chạy nhiều. Khi chạy nhiều thì những chiếc xe trong nước nó sẽ kém hơn cho những xe nhập khẩu. Đó, đây, toàn bộ táp ly này. Gương kính chỉnh điện. Và chúng ta sẽ cùng đi về khoang máy của nó. Và đây là toàn bộ hệ thống khoang máy của chiếc Hyundai i10 nhập khẩu đời 2014. Đây, máy móc này. Máy đang khá là bụi bẩn thì trong ngày hôm nay sẽ dọn rửa sạch sẽ. Máy móc, nội thất. Đây. Máy nguyên. Keo chỉ răng giật nguyên bản. Đó. Toàn bộ keo chỉ lắp cabo này. Bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng hay là ngập nước. Cũng như tôi đã nói thì đối với chiếc xe này thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì trung bình nó chỉ chạy khoảng 4 cho đến 5 lít 100 cây.
phù hợp cho quý vị và các bạn. Chạy gia đình, chạy dịch vụ, rất là ổn. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Hyundai i10 nhập khẩu đời 2014 có giá 215 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.